Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Và trong vài video thấy các bạn comment là tại sao dạo này Hacom không có những video về tài chính nước nữa. Thì bây giờ chúng mình đã có ở đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ gọi là trang trí và làm mát lại cho cái bộ PC 30 triệu này. Và cái bộ PC 30 triệu này chúng ta có những cái gì đây? Chúng ta sẽ có là một con CPU 13500, một con card là 14070, RAM 32GB, con main TUF. Còn bên này thì trong video chúng mình cũng làm rất là nhiều rồi. Và vỏ cây là Corsair 4000D. Và nói chung đây là một bộ PC 30 triệu mà các bạn, mình nghĩ là khá là nhiều các bạn mua bộ PC này trong cái tầm giá đấy. Nhưng đấy là các bạn mua một con bộ PC không, trống rỗng, chả có gì bên trong cả. Và trong ngày hôm nay thì mình đã có sẵn, đó chính là tản nhiệt nước cho cái bộ PC này. 30 triệu cũng tản nhiệt nước. Tại vì ngày trước ấy, ví dụ 30 triệu thì các bạn phải thêm một tí lên linh kiện khác đúng không? Nhưng mà với nhiều bạn thì có thể là 30 triệu là cái mức giá cấu hình đủ cho các bạn chơi rồi, và các bạn muốn một cái gì đấy nó gần như làm đẹp, là một thứ trang trí trong các PC, thì cái tản nhiệt nước nó là một cái khá là hay. Và cái nếu như ngày trước anh em bỏ khoảng tầm 7 triệu, tầm 10 triệu ra, anh em chỉ có một bộ nước, đó chính là những đường ống đi khá là đơn giản, cả kit CPU bình thường đúng không? Thì bây giờ với 7 triệu anh em sẽ có một cái thứ nó hoàn toàn khác, đó chính là cái kit tản nhiệt nước Bisky 4000D. Thưa dành riêng cho con vỏ 4000D này, và chúng mình cũng có những kit tản nước khác, nó dành cho những cái con vỏ 5000D, 7000D hay Zonsbo hay là Asus, các bạn có thể tham khảo trong website của Hacom. Nhưng hôm nay mình sẽ làm cho chiếc Corsair 4000D này. Và mặc dù đây là một chiếc vỏ cây các bạn có thể thấy là khá là nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn nhét được khá là nhiều các linh kiện nước bên trong. Thì trong bộ tản nước 7 triệu anh em có những cái gì? Đầu tiên em sẽ có một cái RAT là RAT 360. Và RAT này nó sẽ là tản được khoảng tầm là 300W, tương đủ cho anh em một con card 4070 hoặc là 4070T và một con CPU i5 thôi. Còn i7 thì mình nghĩ anh em nên dùng những vỏ cây như 5000D hoặc là 7000D để dùng hai RAT 360, lúc ấy nó sẽ mát và thoải mái hơn. Thì Bisky bây giờ đóng hộp khá là đẹp, chúng ta có một con két nước này cơ bản thôi, có hai in và out ở đây, logo Bisky ở đây. Và cái RAT này mình thấy là chất lượng hoàn thiện của nó khá là tốt, tốt hơn nhiều so với cách đây vài năm khi mà mình bắt đầu dùng sản phẩm Bisky. Thì bây giờ mình nhìn chất lượng hoàn thiện nó ổn hơn khá. Và đây là RAT, nó có một RAT 360 đủ tản cho một con i5 và một con 4070 hoặc là 4070T. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con block CPU. Đây là một chiếc block cơ bản thôi, đóng hộp nó cũng khá là gọn nhẹ. Nó block CPU cơ bản, có đèn LED RGB ở xung quanh, cổng in cổng out. Đây là một con block cơ bản, giá thành nó cũng lại rẻ, tại vì chúng ta có i5, chúng ta có lại cũng không cần thiết đến những block quá là xịn để làm gì cả. Mà chúng ta cần đẹp là chính, và ngoài ra một chút thêm hiệu năng về tản nhiệt. Và 7 triệu là có cái 3 quạt. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể dùng được quạt RGB, nhưng mà mình không nghĩ thế. Tản nhiệt nước thì một phần là các bạn cũng còn quan tâm một chút đến hiệu năng. Và để hiệu năng tốt thì dùng những quạt RGB hiện tại giá rẻ thì mình nghĩ nó không thổi nổi qua cái RAT này đâu. Em cần những quạt có cái áp suất nó lớn, nên là rất là may Bisky họ cũng có một cái mà mình chọn mãi mới được, đó chính là con quạt Bisky này. Nhìn đen xì đúng không? Đen xì, nó không có đèn LED gì cả, nhưng mà áp lực của nó khá là lớn, nó đủ để thổi qua cái RAT này và làm mát cho toàn bộ hệ thống các bạn. Chúng ta có 3 con quạt tương với cả một cái RAT 360. Cuối cùng đây là một cái mình nghĩ là mình thích nhất trong cái bộ tản nhiệt 7 triệu này, đó chính là cái tấm nước. Khi mà trước đây anh em hoàn toàn không thể nào mua được cái tấm nước trong cái tầm giá tiền đấy cả, nhưng bây giờ thì khác, anh em sẽ mua được một cái, đó chính là cái tấm nước này. Nó làm cho anh em có một cái khu đây đỡ bị trống này. Ngày trước em để cái bơm ở bên này đúng không? Thì bây giờ anh em để tấm nước ở đây thì anh em có thể là đi nước các thứ, nó rất là tiện lợi vào bên trong. Và nhìn tấm nước bên trong, đèn LED RGB rất là đẹp. Đèn LED này hoàn toàn các bạn có thể sinh bên các thứ thoải mái, không vấn đề gì cả. Đây là một tấm nước đi kèm một con bơm của Bisky PMD3. Đấy, đây là nhìn chung của tấm nước 7 triệu, chúng ta sẽ có những cái linh kiện chính như thế. Và phụ kiện thì sao? Cái mục đích của mình khi mà muốn đặt hàng cái sản phẩm này, đó chính là các bạn hoàn toàn có thể tự làm được. Thì việc đầu tiên đó chính là cho các bạn rất nhiều fitting, và số lượng fitting này không phải là đủ để làm cho bộ này, mà còn thừa ra để các bạn có thể gọi là sửa lỗi hoặc đi lại đường nước theo các bạn muốn ý, theo ý các bạn. Cũng thừa một ít fitting, và chúng ta có đến rất nhiều ống mà chúng mình uốn sẵn được từ nhà máy. Mà các bạn thấy uốn sẵn 90 độ từ nhà máy, anh em có thể yên tâm là không phải uốn nước gì cả. Khi mà uốn bằng bếp ga, bằng kho, nên phải mua thêm khá là nhiều đồ. Nhưng mà đây uốn sẵn rồi, anh chỉ việc mua về gọi là cắt và mài ống thôi. Đây chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái ống được uốn sẵn 90 độ. Và một cái ống này để các bạn sửa sai khi cần thiết. Nhưng mà mình cũng không phải là cần sửa sai đâu, tại vì mọi thứ đây nó đã vào vị trí hết rồi. Và để thi công giàn nước này thì cái trước các bạn sẽ cần những cái như là bình châm nước, các bạn cần những cái đầu mài và gọi là những cái như là máy kho các thứ. Thì bây giờ chúng ta có hết rồi, nó có một cái bình châm nước này,
chúng ta có một cái cưa tay, các bạn hoàn toàn cưa tay được nhá, các bạn không cần thiết phải cưa bằng máy đâu. Chúng ta có một cái đầu mài sẵn. Ngoài ra chúng ta có một cái tool ở đây để vặn fit nó chặt, các bạn không phải vặn bằng tay nữa. Và cuối cùng các bạn sẽ có đó chính là một lít nước làm mát tiêu chuẩn, màu trong suốt của whisky. Và nếu các bạn muốn màu khác thì các bạn có thể là gọi là mua nước của EK để các bạn chọn màu khác tùy ý các bạn. Đây là màu nước trong suốt, màu nước cơ bản. Và đấy là 7 triệu các bạn có những cái đấy. Và nếu các bạn muốn làm mát cả cạc thì sao? Tại vì cạc là một cái rất là nóng mà. Thì bây giờ mình có một cái, đó chính là anh em bỏ ra hơn 2 triệu nữa, từ tổng bộ nước này khoảng tầm hơn 9 triệu anh em sẽ có được một cái, đó chính là backplate cạc kèm với block nước cho chiếc 4070 ở đây. Và chiếc 4070 ở đây mình đang có đó chính là chiếc Asus TOF 4070. Chiếc block này sẽ là vừa, và ngoài ra bên mình cũng bán khá là nhiều block khác, 4070, 4070T, 4080, 4090, mức giá chỉ loanh quanh 2 triệu thôi. Anh em có thể là hoàn toàn lựa chọn block phù hợp theo ý của mình, và những chiếc block này hoàn toàn đầy đủ khả năng tải. Quan trọng anh em là có diện tích RAM là bao nhiêu thôi. Ví dụ những chiếc như là 4070 thì anh em chỉ cần có RAM 360 kèm CPU là đủ rồi. Còn những chiếc như 4080, 4090 thì anh em và cùng một CPU có i7 là i5 dòng K thì mình nghĩ là một chiếc RAT 360, hai chiếc RAT 360 trên những vỏ cây 5000D là hợp lý. Còn với bộ nước bộ ngày hôm nay chúng ta có 30 triệu tiền linh kiện và khoảng tầm là 9 triệu đồng tiền nước, với mức giá khá là rẻ so với ngày trước anh em bỏ ra mười mấy triệu và cũng không có bạn tấm nước, không có gì cả, thì bây giờ 9 triệu anh em đủ hết rồi. Thì bây giờ trước khi vào công việc phẫu thuật của bộ cây ngày hôm nay, mình phải tháo ra đã. Và việc đầu tiên chúng mình cần đó chính là lắp block nước cho con cạc này. Đây là phần có lẽ là lâu nhất trước khi các bạn lắp được dàn nước cho bộ máy. Còn thức còn lại thì mình nghĩ khá là nhanh, tại vì chúng ta đã có đầy đủ hết các thứ tool hết rồi. Đây, chiếc 4070 này nó... Và các bạn, trong trường hợp các bạn lắp nước tại Hacom, chúng mình vẫn bảo hành cho các bạn những cái đồ linh kiện như bình thường nếu các bạn mua tất cả ở Hacom nhé. Và sau khoảng tầm 20 phút thì mình đã lắp xong cái block con cạc và mình tháo hết từ A đến Z ra. Và có một đặc điểm khi mà các bạn tháo cạc ấy thì các bạn vui lòng là vặn lại hết tất cả các ốc vào trong tản nhiệt đề phòng, xong này các bạn có thể bán cạc, hoặc là các bạn có vấn đề gì các bạn gửi đi bảo hành thì các bạn có thể lắp lại ốc được vào. Các bạn đừng để một ốc của túi riêng mà vứt tung tung, thì các bạn sẽ rất khó kiếm ốc lại và các bạn rất khó để bảo hành. Đây là một cái trích nhỏ nhỏ khi mà mình lắp nước con cạc thôi. Còn đây thì chúng ta đã lắp block nước bằng cạc và nhìn nó rất là chất. Và đây có đầu RGB thì mình sẽ cắm vào trong main. Tôi có cổng chuyển RGB từ đầu của Bisky sang đầu của mainboard, nhưng mà bộ kit này đã đi kèm rất nhiều cổng RGB và mình dùng chung một cổng thôi, nên mình sẽ không cắm vào mainboard mà tí nữa mình sẽ cắm sau. Đấy là về phần cạc màn hình, mình đã xong nhá. Chúng ta tiếp theo đến một phần, đó chính là phần CPU. Thì có một cái mà Hoàng rất gọi là rất chờ đợi, đó chính là cái tấm mình nói khá là nhiều trên livestream. Hoàng cũng rất muốn thử, đó chính là cái tấm làm phẳng CPU của Bisky. Không biết nó có mát hơn thật hay không, nhưng mà trong kit này họ kèm. Và mình nghĩ là chúng ta đã dùng tản nước thì chúng ta vẫn cần gọi là chất siêu một từng chút hiệu năng một. Nên là chúng ta đi kèm một cái tấm làm gọi là làm phẳng CPU và mình sẽ lắp nó vào đây. Đây, việc tháo ra thì khá là đơn giản thôi. Mình sẽ phải tháo hết toàn bộ tất cả các ốc này ra. Mình đã vặn xong cái tấm gọi là làm phẳng CPU rồi. Và trước khi mình lắp block thì mình sẽ phải lắp tấm nước vào để xem là đường nước của nó ra đâu và về đâu. Thì cái bộ này có xe chúng ta sẵn là hai quạt, nhưng mà trước tiên mình sẽ bỏ quạt trước cái đi, chúng ta lại dùng quạt của Bisky.
để cho nó có hiệu năng làm mát gọi là tốt nhất. Còn quạt có xe này để là quạt cây thôi. Còn quạt để tắm nước thì chúng ta sẽ cần một quạt nó tốt hơn, nó chuyên cho tản nước hơn, chứ không phải là quạt này. Bây giờ nhân vật chính của chúng ta để điều làm nên cái bộ nước này nó khác biệt so với các bộ nước khác, đó chính là cái tấm, gọi là tấm nước này. Ở đây chúng ta mình thấy là có 3 cái lỗ và anh em có thể đi qua đây rồi. Và trên website mình đều có là ảnh render để các bạn có thể là biết là fitting nào cắm vào đâu. Và tí nữa mình cũng phải xem, tại vì mình cũng chưa lắp cái bộ này bao giờ. Hôm nay lần đầu tiên mình sờ tay vào cái bộ này. Ồ, vừa khít luôn anh em ạ, vừa khít luôn đấy. Ok, đã hiểu. Đây, ốc nó sẽ ở vị trí này. Và mình sẽ vặn vào đây. Phương án khá thông minh của Mickey khi dùng sẵn cái ốc, mặc dù đây không phải là ốc gọi là zin theo vỏ cây, đây không phải chỗ vặn ốc, nhưng họ tận dụng 3 cái lỗ này để chúng ta có thể vặn và bắt tấm nước vào chắc chắn. Rồi, và mình đã đi được xong, đó chính là bơm và tấm nước đây. Cắn khá là dễ dàng, 3 con ốc là xong thôi. Và như theo đường nước mình đang thấy thì chúng ta sẽ có đường in đây, out, in, out, tức là đường in của CPU, đường nước vào nó sẽ phải ở phía dưới. Nên là bây giờ mình sẽ lắp cái block CPU vào. Chúng ta có ốc này. Chúng ta có hai cái backplate, chả hiểu đi làm gì. Đây, ốc ở đây. Một sợi dây chuyển RGB nữa. Không cần cái đấy làm gì cả, thì mình sẽ cắm hết vào thôi. Đây là LGA20XX và còn đây là LGA115X, chúng ta dùng 115X tại vì nó chung được với 1700. Đường in ở phía dưới, đường in các bạn nhìn thấy không, có một đường nước đi vào cái phần tam giác ở giữa thì đấy chính là cái đường nước vào. Rồi bây giờ mình đã lắp xong block CPU và lắp xong phần tấm nước vào, nên bây giờ công việc còn lại chúng ta khá là dễ dàng, đó chính là lắp RAT và lắp block cạc sẽ lắp sau cùng. Và đây là cái tấm để các bạn có thể dịch chuyển cái phần lỗ nước này ra block chỗ block CPU nó một cách hợp lý. Thì RAT đây theo đúng cái bản vẽ ở trên website của Bixky cũng như website của Hacom, các bạn có thể lên để xem trước là đường nước như nào, thì RAT sẽ phải để như này và quạt ở phía trên, nên là mình sẽ quạt sẽ đi theo đường này. Các bạn lưu ý khi mà các bạn lắp cái này thì các bạn sẽ phải để nó hơi hờ một chút để chúng ta có thể dịch chuyển cái vị trí rát lên hoặc xuống để cho phù hợp. Sau khi chốt hết tất cả đường nước, chúng ta vặn tất cả chỗ ốc còn lại để cho nó chắc cái rát. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ vặn, đó là vặn hờ thôi để cho nó treo tạm vào thôi. Tí nữa mình sẽ vặn chốt đường nước thì mình sẽ vặn lại. Các bạn thấy là ở trên website của Hacom, mình đang cầm ở trên tay, đây là website của Hacom. Website của Hacom mình sẽ có ghi hết tất cả, các bạn nhìn thấy là đây là đánh dấu này. Đánh dấu sản phẩm số 1, số 2, số 3. Thì ở dưới chúng ta có hình render hết, đó chính là ốc nào, fit nào và vị trí nào, chúng ta lắp theo y như thế. Ví dụ như ở khu vực đường nước này, mình sẽ cần là một con số 5, 4, 6, 3 và 2. Mình sau khi mình thấy quá khó trong việc có thể lắp được con fit put in vào chỗ phía trên, mình tháo hết toàn bộ ra mình lắp thì mọi thứ nó có vẻ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây, cái phần khó nhất của cái bộ 4000D này đã xong 100% rồi nhá. Và bây giờ chúng ta chỉ còn việc rất dễ dàng, đó chính là gắn cho con fit ốc 90, fit 90 và cưa các thứ vào thôi, không có gì khó khăn cả. Vậy mình đã vặn khá những thứ vào rồi. Và một cái kinh nghiệm cho các bạn khi mà lắp nước, đó chính là cái phần nào khó các bạn làm trước, cái phần nào mà có thể không thể bị xê dịch thì các bạn làm trước. Ví dụ là con này nó fit cứng vào đây, chúng ta bắt đầu làm thì cái đấy là chính là cặp block cạc màn hình, và sau đó mới đến đó chính là block CPU. Tại block CPU, Bixky họ cho chúng ta một cái để có thể xê dịch vị trí lỗ nước để cho nó bằng thẳng vào đây. Rồi bây giờ thì tiếp đến cái phần này thì cũng khá là không có gì khó cả, mình sẽ gắn vào luôn. Và để vặn thì ngày trước các bạn vặn sẽ khá là bị sức tay nhiều và chèn một tay như mình này, thì chúng ta sẽ dùng một cái khác, đó chính là cái tool để vặn fit cắm vào phát. Vặn vào đây, đây là đường nước, các bạn chỉ cần vặn trước khoảng tầm là 1-2 gen cho nó vào thôi. Vặn rất là đơn giản và không bị lo về kiểu như là ngày trước các bạn vặn chạy máu tay nhiều lắm.
Đấy, này, thế là xong. Và kinh nghiệm của mình ấy, đó chính là các bạn làm bao nhiêu thì các bạn bỏ thùng đấy, các bạn đừng có bỏ hết ra. Các bạn bỏ hết ra là các bạn rất là dễ mất mất mấy cái thùng cao su ấy. Cái thùng cao su này thì không mua ở đâu được cả. Sau khi chúng ta lắp được cái phần khó nhất đó chính là phần rát và tấm nước thì mọi thứ còn lại nghĩ là khá đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp phần cạc màn hình vào để đi nước được vào hai cổng ở đây. Và trong trường hợp các bạn không dùng cạc màn hình thì nó có sẵn hai con fit 90 ở đây. Nên trong trường hợp các bạn không dùng cạc màn hình nhé, các bạn có thể dùng hai con fit này để các bạn nối ở đây vào nhau, nối từ đây vào đây thì các bạn không dùng cạc. Còn nếu dùng cạc thì lại dùng hai lỗ ở đây, không dùng là phải nối. Đây là chiếc 4070 mà nãy mình đã lắp block vào, mình chúng ta lắp nó lại vào đây. Chúng ta thấy là hai lỗ cạc đi từ đây vào đây thì có vẻ là chúng ta sẽ không cần cái fit nối dài cho lắm. Mình sẽ đi từ đây vào đây. Phần này thì các bạn có thể hoàn toàn tùy biến, ví dụ cạc ở phía dưới chúng ta sẽ để đường nước ở lên trên và dùng một con fit nối dài và đi kèm ở đây. Một fit nối dài, nhưng mà trong trường hợp này nó chính là cạc đúng khe slot 1, chúng ta sẽ không cần phải thêm một cái gì cả vào được thôi. Đây, để đo thử đây để cắt ống. Sau khi lắp xong những cái phần cạc thì là cái phần đây các bạn, ví dụ các bạn khe PCI ở dưới này thì các bạn sẽ lộn cái này lên trên này và mọi thứ nó vẫn sẽ thẳng tắp. Và có một phần nữa đó chính là cái phần CPU, tại vì mỗi mainboard chúng ta có một vị trí đặt CPU khác nhau nên là cái vị trí ốc ở đây nó sẽ xảy ra tình trạng đó chính là không thẳng, nên là biscuit cho ta một cái đó chính là cái tấm adapter ở chỗ này thì các bạn để vào đây và vặn ốc thì các bạn có thể chuyển lên hay là xuống vị trí của đường nước để cho nó thẳng với cả lỗ của CPU. Thì ở đây bây giờ mình sẽ đo thử vị trí của chúng ta xem là ốc của CPU nó có thẳng cái lỗ này không. Theo như mình thấy thì chúng ta có một nó hơi bị hơi lệch xuống một tí em ạ, hơi lệch xuống một tí có tẹo, nên là chúng ta dùng cái này để nó điều chỉnh lại vị trí cho nó phù hợp. Sau khoảng tầm vài tiếng thì mình cũng đã hoàn thành cơ bản là cái phần đi nước của cái bộ này. Nói chung là khá là dễ, các bạn chỉ việc cưa chả phải không phải uốn. Mọi thứ thì nó cũng vào vị trí, vào ngàm và đố hết rồi. Đây là cái van xả, chưa biết đây là cái van xả thì mình sẽ lắp vào phía sau. Thì đây là vị trí xả nước này. Nhưng mà do cái mặt thông chúng ta cây là quá ngắn nên là chúng ta không thể nào mà lắp thẳng cái van xả vào đây được, tại vì nó sẽ lòi ra khỏi cây, không đóng nắp thông được. Và mặc dù van xả chúng ta mặc định đã là khóa và như là khóa, nhưng mà bạn vẫn hãy cho mình thêm một cái, đó chính là một con fit stop ở đây để phòng trường hợp mà van xả nó bị rò rỉ sau thời gian dùng. Chúng ta cứ cho một con fit này vào đây để chặn hết tất cả mọi thứ nước chảy trong tọng xuống. Rồi, thời khắc quyết định đó chính là thời khắc châm nước. Một cái lưu ý khi châm nước là các bạn đừng có bóp mạnh quá, tại vì bóp mạnh quá nó sẽ xảy ra trường hợp đó chính là trào ngược nước ra ngoài. Xong tuần này không? Chắc tầm 1 tiếng hết bọt mà. Rồi, và mọi thứ có vẻ đang hoạt động khá là bình thường và mình đợi một lúc cho nước hết bọt. Trong lúc đó thì mình sẽ đi tất cả mọi thứ đèn led các thứ của block, của tấm nước, để sau đó chúng ta cùng thử nghiệm bộ này với cả chơi game xem là nhiệt độ và hiệu năng của đèn led là như nào nhá.
Và bây giờ sau khi lắp cái bộ máy này lên, chắc chắn với bộ máy tất cả những bộ máy tản nhiệt chúng ta sẽ phải, đó chính là thử nghiệm nhiệt độ, đúng không? Và bây giờ mình đã đóng hết tất cả kính vào rồi nha, mình đã để đến đây và mình đã có sẵn hai phần mềm, đó chính là Fullmax và Brightline 5. Nhưng mà trước hết chúng ta phải xem nhiệt độ khi mà chúng ta không bật một cái gì đã, và mình bật hết tất cả PL1, PL2. Chúng ta có nhiệt độ CPU rơi khoảng tầm từ 24 đến 25 độ C, tức là bằng nhiệt độ phòng chúng mình bây giờ khoảng tầm 24 đến 25 độ C, chúng mình bật điều hòa mà. Và tiếp theo đó chính là card nó rơi vào khoảng tầm là card là 29 độ C. Mát thế nhỉ? Mình nghĩ là các bạn làm khí không bao giờ được phóng được con số vậy đâu. Và rồi chúng ta có mà 29 độ C của card và 26 27 độ C của CPU. Bây giờ chúng mình đầu tiên mình sẽ bật đó chính là Brightline 5. Xem là nhiệt độ bao nhiêu, và trong lúc bật Brightline 5 thì mình sẽ bật thêm đó chính là bật Fullmax, và sau bật Fullmax mình sẽ bật là Brightline 5. Và bây giờ mình sẽ bật đó chính là mức Small FFT, đây là mức ăn điện rất là kinh khủng. Và vâng, ngay lập tức đó chính là tiếng quạt 3000 vòng một phút của con tản nhiệt này đang hú một cách gọi là như một quái vật, nó kêu rất là to. Thì bây giờ chạy một lúc chúng ta sẽ có nhiệt độ, mình điểm qua nhá, là card của chúng ta nó đang ở cái mức là đây 47 độ C, tức là so với khoảng tầm 27 28 độ C nữa, chúng ta tăng khoảng tầm 20 độ với một card đang chạy rất là căng 100%. Và bây giờ card đang ăn 190W với mức nhiệt độ là 47 độ 48 độ, nó thật sự là quá mát rồi. Và một card của Nvidia thì nó càng mát nó càng boost sung lên, nên các bạn yên tâm là các bạn lắp đặt nước nó tăng được một ít tí tẹo FPS so với việc mà các bạn gọi là không dùng tản nước ấy. Và CPU thì như nào? Mặc dù chúng ta đang có một con CPU ăn điện ở mức 166W là một con số rất kinh khủng, rất là cao, nhưng mà CPU chúng ta đang chỉ khoảng tầm 64-66 độ, nhân cao nhất đang là 72 độ là nhân P-Core. Thì con số này các bạn hoàn toàn không thể đạt được nếu mà các bạn dùng những cái con tản nhiệt thông thường, không phải đạt được đâu. Nhưng mà các bạn dùng tản nước như bộ này, chúng ta có bộ RAT 360 và bảng con quạt 3000 dpm, nó sẽ rất là thổi rất là mạnh, và các bạn thấy là âm thanh đằng sau mình ấy, nó kêu khá là to. Mình để một lúc cho các bạn nghe thử nhé. Đây các bạn thấy quạt nó kêu to, nhưng mà thực ra chúng ta chơi game chắc không bao giờ đến cái mức này đâu. Và những con quạt này các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh trong phần mềm Armory Grade hoặc là trong BIOS của những con mainboard Asus như chiếc TUF này, để nó gọi là giảm tốc độ quạt xuống, các bạn có thể cân bằng giữa hiệu năng tản nhiệt cũng như là cái phần gọi là về nhiệt độ của bộ máy. Các bạn không cần thiết phải bật lên 3000 dpm như mình đang bật đâu, nhưng mà đây là mình chỉ thử nghiệm đó chính là cái hiệu năng tối đa của bộ này. Thì khi mà chúng ta ăn đến 167-68W điện, chúng ta chỉ có khoảng CPU nó khoảng tầm 67-68 độ C thôi, và card đang ở mức khoảng tầm dưới 50 độ C. Nhưng mà đấy chính là trên lý thuyết chúng ta stress một cái mức gọi là cực kỳ căng, và mình nghĩ là chúng ta không bao giờ các bạn dùng bình thường mà dùng được đến cái mức điện này đâu. Nên là chúng ta thử nghiệm sang một cái môi trường, đó chính là cái môi trường gaming, cái môi trường mà các bạn hay dùng nhất cho những bộ máy màu mè như này. Chứ mình nghĩ máy màu mè này các bạn dùng một render hàng ngày chắc là ít các bạn dùng như thế lắm. Thì mình hãy thử nghiệm đầu tiên là với Cyberpunk 2077 đi. Rồi, và mình đang vào Cyberpunk 2077 thì tất nhiên là với một cái bộ máy như này chúng ta sẽ không chơi game có phân giải Full HD đúng không? Mà chúng ta sẽ phải chơi game với những độ phân giải cao là 2K, gần như là max setting, mỗi chiếc 13400S, 32GB, 4070 thì bây giờ các bạn xin Full HD thì quá phí. Thì mình chơi ở 2K và thử nghiệm với những tựa game như Cyberpunk 2077 hay là những tựa game như F1 các thứ, chúng ta đều có một cái mức FPS rất là cao và ổn định đủ cho các bạn chơi những cái màn gần đến 114Hz, tức các bạn đạt vào tầm hơn 100FPS là một thoải mái. Và nhiệt độ, các bạn thấy là nhiệt độ của chúng ta đó chính là nó luôn luôn dao động ở mức khoảng tầm 50 độ C, 60 độ C cho cả CPU và GPU, nó rất là mát. Và cái mức đấy thì tổng kết lại thì chúng ta như nào? Chúng ta luôn luôn có một cái mức khoảng tầm 50 độ C cho cả CPU và card, và CPU chúng ta đã hoạt động ở tầm 4.5GHz, tức là chúng ta đã bật max tất cả, bỏ hết tất cả những khóa PL1, PL2 rồi. Và các bạn có thể thấy trong cái tựa game mình test, nhiệt độ rất là ổn định và cũng như là mức FPS đạt được khá là cao và đủ cho các bạn trải nghiệm tựa game 2K rất là ổn. Vậy tổng kết lại nào? Thì tổng kết lại ở cái bộ máy này thì các bạn sẽ phải bỏ ra một cái mức phí nó rơi khoảng tầm 11 triệu. 11 triệu đấy các bạn có những cái gì? Thì đầu tiên đó chính là các bạn sẽ có được cái vẻ đẹp tản nhiệt nước khi mà không một cái bộ máy ô nhiễm nào hay là các điện khí nào nó nhìn đường nước như thế này được. Và thứ hai đó chính là các bạn sẽ có một cái mức nhiệt mà những cái bộ máy dùng tản khí nào ô nhiễm mà không thể có được. Thực sự là bây giờ cái bộ tản nhiệt nước này bên mình đã lựa chọn khá là kỹ càng, và các bạn có thể thấy là chúng ta có một hệ thống tản nhiệt nó khá là mạnh và đủ để tản nhiệt cho những chiếc 13400F và chiếc 4070 gọi là không vấn đề gì. Và cả hai con này thì tổng hệ thống chúng ta ăn khoảng tầm là 370 đến gần 400W để tải vào chiếc RAT 360 này, mình thấy nó cũng không gặp vấn đề gì cả. Và quạt
thì mình chỉnh lại một chút thì nó vẫn hoạt động rất là êm ái. Nhưng mà bù lại thì sao? Thì chắc chắn là cái số tiền 10 triệu các bạn bỏ ra ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể lên những công việc cao hơn. Thì các bạn có thể lên những chiếc như 4070T, các bạn có thể lên những chiếc như 13.400 thường, 13.500, 13.600K, hoàn toàn có thể lên được. Nhưng đây là lựa chọn. Thì từ trước đến giờ tài nhà nước tầm nó luôn là thế, các bạn phải lựa chọn giữa hiệu năng. Thì các bạn sẽ có bộ máy nó sẽ kém đẹp hơn một tí, nó sẽ có ô nhiễm, nó sẽ có tản nhiệt khí, và những tản khí bình thường nó sẽ khá là nóng. Và bù lại, nếu mà các bạn muốn tản nhiệt nước custom thì các bạn sẽ phải chịu hy sinh một chút hiệu năng, nhưng bù lại các bạn sẽ có một hệ thống nhìn rất là đẹp và rất là mát. Thì cái lựa chọn như nào tùy thuộc vào các bạn. Còn đối với mình thì cái mức giá này thì mình thấy nếu mà các bạn nào yêu vẻ đẹp ấy, các bạn muốn cái bộ máy độc lạ, các bạn muốn bạn bè đến nhìn trầm trồ ấy, thì đây là một cái bộ máy các bạn hoàn toàn có thể nên thử. Còn nếu các bạn chỉ quan tâm về hiệu năng thì có lẽ chúng mình sẽ có những cái video tiếp theo về tầm giá này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé.